Hiền Diệp mến chào các bạn đang xem trên channel Hiền Diệp nhé. Thời tiết ở bên mình đang se se lạnh. Thường thì con trai của mình sẽ đi học bằng xe bus, nhưng do xe bus là có trục trặc, người xe bus hôm nay họ đến trễ và mình muốn con mình đến trường sớm đúng giờ, cho nên mình sẽ đưa con đi học. Và xe hơi của mình thì bị hư rồi, cho nên bây giờ mình sẽ lái ô tô đưa con đi học. Chúc các bạn một ngày mới bình an hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình, và nhớ là luôn đón xem thanh bài của Hiền cũng như là channel của Hiền nhé. Mời các bạn cùng đi đến trường với mình nhé. Bên Mỹ, người không có xe hơi xem như cục chân. Tuy thế, không phải không có người sử dụng xe hai bánh gắn máy trên 50 phân khối làm phương tiện di chuyển. Nhiều người mới đến Mỹ hẳn ngạc nhiên khi biết có giấy phép lái xe gắn máy còn khó hơn là lấy giấy phép lái xe hơi. Lý do là hệ thống giao thông đường bộ được thiết kế cho xe bốn bánh hoạt động, hơn nữa đi xe gắn máy không an toàn bằng lái xe hơi. Đăng ký giấy tờ xe chỉ mất 10 phút. Việc đăng ký xe gắn máy cũng như xe hơi rất dễ dàng và nhanh chóng. Nơi bán xe sẽ làm thủ tục đăng ký giấy tờ, xin bản số cho người mua xe mới. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã xem video Hiền Diệp chia sẻ.